Thưa quý vị và các bạn, khi gan nhiễm độc sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy về sức khỏe cho con người. Điều đáng nói là khi một người bị gan nhiễm độc thì cần có những lưu ý nghiêm ngặt về chế độ ăn cũng như cách chăm sóc và điều trị. Vì vậy, để giúp những bệnh nhân chăm sóc gan một cách tốt hơn, đặc biệt là trong ngày Tết, chương trình tư vấn sức khỏe mỗi ngày hôm nay sẽ cùng tiến sĩ bác sĩ Phạm Duệ, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, khi gan bị nhiễm độc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người ạ? Gan có thể nói là một trong những cái bộ phận của cơ quan tiêu hóa rất quan trọng. Nó còn có những chức năng tạo máu và thứ nữa, nhưng mà về mặt tiêu hóa nó chịu trách nhiệm. Chúng ta vẫn thường nghe nói là gan là cái nhà máy hóa chất của cơ thể thì cũng đúng. Tất cả các thức ăn khi vào được đến dạ dày được chuyển hóa thành dưỡng chất, đưa xuống ruột và được hấp thu, thì sau đó đều là được hấp thu thì vào máu, thì đều được đưa qua gan, để gan nó làm nhiệm vụ là tuyển chọn sàng lọc độc chất và tuyển chọn chất bổ, và nó chuyển hóa chất bổ từ thức ăn thành những chất bổ phù hợp với cơ thể, cung cấp nguyên liệu hay là năng lượng cho con người. Vì vậy khi mà gan bị nhiễm độc thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan, và chính một trong những nguyên nhân gây đầy bụng, chướng bụng khó tiêu chính là khi gan bị bệnh, trong đó có bệnh nhiễm độc gan, thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa của con người. Ở những người bị suy giảm chức năng gan, khả năng giải độc của gan kém, khiến cho một số độc tố, chất cặn bã được bài tiết qua phổi và hơi thở có mùi hôi khó chịu. Người có cảm giác đắng trong miệng thường kèm theo chứng đau đầu, chóng mặt, mắt đỏ, tính tình nóng nảy, dễ cáu giận, đại tiện táo bón, tiểu tiện đỏ vàng, mụn nhọt do huyết nhiệt và nhiễm độc gây nên. Nguồn gốc của bệnh là do gan yếu, khả năng giải độc của gan kém khiến các độc tố bị tích tụ trong cơ thể. Khi chất độc tích tụ lâu ngày sẽ bị phát tán qua da và gây nên các triệu chứng như nổi mề đay, mẩn ngứa. Suy giảm chức năng gan làm giảm khả năng chuyển hóa và giảm tiết mật, gây rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi, ăn không tiêu, dễ bị táo bón. Vâng, bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến gan bị nhiễm độc không ạ? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà có lẽ chúng ta nên nói đến những nguyên nhân thông thường. Nếu mà trong y học thì chúng tôi gặp nhiều nhất là viêm gan nhiễm độc là do sử dụng thuốc. Có rất nhiều loại thuốc mà là độc với gan, và khi dùng quá liều thì là sẽ dẫn đến gan nhiễm độc. Và khi gan bị nhiễm độc thì nó sẽ có tình trạng là phá hủy tế bào gan, hoặc là viêm đường mật, viêm tắc đường mật. Cho nên là nó đấy là tình trạng nhiễm độc, và nó làm ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của gan. Thì nguyên nhân dùng thuốc cũng rất nhiều, nhưng mà trong đời sống thông thường thì tình huống nào gan có thể bị nhiễm độc? Thì nếu nói đến nguyên nhân mà thường gặp nhất gây nên gan nhiễm độc chính lại là rượu. Rượu mà uống cũng quá nhiều, những người uống rượu, nghiện rượu chính là có một cái gan bị nhiễm độc mãn tính. Thế còn những người say rượu là đang bị nhiễm độc gan cấp tính. Thế còn ngoài ra thì có nhiều thức ăn khác cũng có thể là những cái thức ăn mà không được tuyển chọn kỹ có thể lẫn độc chất vào. Ví dụ như ăn phải nấm độc, đi hái nấm rừng ăn rồi không may phải nấm độc thì cũng có thể gây nên là gan bị nhiễm độc. Vậy thưa bác sĩ, là việc điều trị gan bị nhiễm độc có phức tạp không ạ? Rất phức tạp. Nếu bị nhẹ thì nó đơn giản hơn. Là khi gan bị nhiễm độc mà bị nhẹ thì đơn giản nhất là chúng ta ngừng cái nguồn độc chất nhiễm độc. Sau đó gan nó cũng có khả năng tự phục hồi rất lớn. Gan của con người hay của động vật đều có khả năng tự phục hồi rất lớn. Vì vậy khi bị ăn nhầm phải chất độc mà nhẹ thì chỉ cần ngừng tiếp xúc với độc chất, sau đó là cơ thể tự giải quyết, gan tự phục hồi. Nhưng mà khi gan bị nhiễm độc nặng, như lúc nãy tôi nói là gan bị nhiễm độc thì cái gan nó là có hai tình trạng cụ thể đối với gan. Một là các tế bào gan nó bị phá hủy, phá vỡ. Và hai là các cái đường mật trong gan nó bị viêm, bị sưng, bị dẫn đến tắc vi mật, dẫn đến là các chức năng của gan bị ảnh hưởng. Và khi bị nhiễm độc nặng thì nó dẫn đến một tình trạng gọi suy gan cấp. Khi mà bị suy gan cấp thì sẽ có thể dẫn đến hôn mê gan, hôn mê sâu, và dẫn đến tử vong do xuất huyết rồi do nhiễm độc vân vân. Thì khi đó cứu chữa là rất phức tạp và rất là tốn kém, và phải được cứu chữa ở bệnh viện.
và bằng các biện pháp hồi sức toàn diện, trong đó có là gan nhân tạo hay là thay huyết tương, và có cả những cái trường hợp mà gan nhiễm độc mà khi mà dẫn đến suy gan cấp ấy là phải được thay gan, tức là ghép gan mới, bỏ gan nhiễm độc đi ghép gan mới. Cái điều trị gan nhiễm độc ở Việt Nam bây giờ những trường hợp nặng ấy, thì chúng tôi vẫn là chủ yếu là áp dụng cái biện pháp mà thay huyết tương, tức là lấy máu bệnh nhân ra, gạn cái huyết tương có nhiều nhiễm chất độc ra bỏ đi và thay bằng cái huyết tương là xin của người cho máu thay vào cho người bệnh. Phải làm nhiều lần như thế thì các chất độc nó giảm dần thì có thể cứu sống được bệnh nhân. Tuy nhiên cái biện pháp đó thì cho tới thì hiện tại theo tổng kết của chúng tôi mới cứu được từ 50 đến 70% cái người bị nhiễm độc nặng mà có suy gan. Đối với những người mà gan bị nhiễm độc thì cần phải chú ý những gì trong việc ăn uống, nhất là trong dịp Tết này thưa bác sĩ? Cái người bị gan bị nhiễm độc thì cái nhiễm độc cấp chắc chắn là phải vào viện điều trị rồi. Và cái ăn uống đó thì tùy theo tình hình mà bác sĩ kê đơn. Có những người là phải ngừng ăn, chủ yếu nuôi dưỡng bằng tự mạch, vì lúc đó cái chức năng của gan nó suy giảm, nó không thể đảm nhiệm được cái chức năng tiêu hóa nữa thì phải tạm thời ngừng ăn. Nhưng mà tùy theo mức độ, có những người thì phải ăn nhẹ dễ tiêu thì cái nhiễm độc cấp mà nặng ấy là phải vào viện. Còn những người bị nhiễm độc mãn, ví dụ như ngộ độc rượu chính là trường hợp nhiễm độc mãn, hay là có những người là bị, nó cũng giống như là những người bị viêm gan virus mãn tính thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan, thì cái khả năng tiêu hóa là giảm. Cho nên lúc bây giờ là phải ăn uống là phải lựa chọn thức ăn, ăn những loại gọi là thức ăn nhẹ dễ tiêu, ít đạm, ít mỡ, nhiều đường và nhiều hoa quả. Nói chung lại là ăn những thức ăn nhẹ dễ tiêu để giảm bớt công việc cho gan, và thỉnh thoảng nếu cần thiết có thể là phải bổ sung bằng đường truyền. Vâng, theo bác sĩ thì để phòng ngừa gan bị nhiễm độc thì chúng ta phải làm những gì ạ? Thứ nhất là trong ăn uống lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng, và những thực phẩm lạ dễ dẫn đến khả năng nhiễm độc, viêm gan nhiễm độc thì chúng ta nên tránh. Cái đó thì chúng ta cũng phải tích lũy kiến thức thưởng thức và các cái theo dõi các chương trình, ví dụ như nấm. Còn nhiều thứ khác, ví dụ như nhân dân có ăn uống những cái quả như quả móc hùm chẳng hạn, thì cũng ở miền núi, rồi như ăn những cái quả chẳng biết là quả gì cũng ăn, thì cuối cùng nó gây nên viêm gan nhiễm độc, thì những cái đó là nên hết sức tránh những thức ăn lạ. Cái điều khác nữa là đặc biệt trong dịp Tết ý, thì có một cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng tới gan nhiễm độc mà có thể bản thân nó gây ra chính là nguyên nhân rượu. Thì những người thì để tránh viêm gan nhiễm độc là phải hạn chế rượu, uống ít thôi. Khi bị gan nhiễm độc cần chú ý điều chỉnh ngay chế độ ăn uống sinh hoạt. Nếu bị nhiễm độc gan ở mức nhẹ thì người bệnh nên chú ý ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu, hạn chế ăn các loại thức ăn nhiều dầu, mỡ, tăng cường ăn rau xanh và các loại hoa quả tươi như đu đủ, dịch chiết từ mướp đắng, củ cải, nhộng tằm, quả gấc, đồng thời kết hợp với uống nhiều nước, tuyệt đối không dùng rượu bia, thuốc lá. Đặc biệt khi có các dấu hiệu gan bị nhiễm độc, chúng ta nên tăng cường giải độc gan bằng các thảo dược tốt cho gan như bổ công anh, bìm bìm, atiso, bồ bồ, cát căn, giúp thanh lọc và giải độc gan hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Duệ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, gan có một vai trò rất quan trọng đối với cơ thể con người. Chính vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe để tránh làm tổn thương đến gan là điều hết sức cần thiết. Hy vọng qua chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, quý vị và các bạn có được những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe cho mình.